Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Việt Anh. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào trang web edula.vn để tham gia khóa học 3D Animation dành cho những người mới bắt đầu. Phần mềm mà mình sẽ sử dụng trong quá trình giảng dạy sẽ là phần mềm 3D Max 2018. Trong nội dung khóa học, mình sẽ dạy những kiến thức cơ bản của 3D Max để làm ra một đoạn phim ngắn. Và chủ đề của chúng ta sẽ là làm một chiếc tai nghe và quay phim về nó. Nội dung khóa học mình sẽ tập trung chủ yếu là dạy những kiến thức cơ bản về những nút lệnh, những cái thanh men toolbar, giao diện đồ họa, cũng như là những cái bảng modify chức năng ở đây. Sau đó sẽ dạy cho các bạn cách quản lý layer, những cái lớp vật thể của chúng ta có được, dạy cho các bạn biết áp vật liệu, ánh sáng đi camera, cũng như là quay phim mà chúng ta vừa tạo ra cái camera đó, sau đó ráp lại thành một bộ phim hoàn chỉnh. Thì như các bạn có thể thấy, đây là một cái file mẫu mà mình làm nội dung khóa học. Thì nó gồm có vật thể, camera, vật liệu cho nó và tất cả những cái object, những cái đối tượng trong file 3D của chúng ta đang được quản lý bởi Scene Player Explorer. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ cho các bạn về giao diện đồ họa của 3D Max. Thì đầu tiên, 3D Max cũng giống như rất là nhiều phần mềm khác, nó cũng đều có những cái thanh menu chính mà chúng ta có thể truy cập, từ đó có thể xuất ra những cái nút lệnh, những cái câu lệnh mà chúng ta có thể dùng nó để điều khiển cái quá trình làm việc của chúng ta, làm cho những quá trình làm việc của chúng ta nó nhanh gọn. Thì đây là cái thanh menu chính, như là Tool, View, Create, Modify, Animation, Rendering và đặc biệt là có một cái phần gọi là phần menu help. Đây là menu mà nếu như mà các bạn gặp bất kỳ một khó khăn nào, các bạn có thể truy cập vào Autodesk 3D Max help này để coi như là tìm hiểu những cái chức năng của cái nút lệnh mà các bạn muốn tìm hiểu. Thì ở đây cũng sẽ có những cái thông tin cần thiết cho các bạn mà các bạn có thể truy cập được. Tất cả đều nằm ở đây. Các bạn chỉ cần đọc tiếng Anh hoặc là cố gắng dịch nó sang tiếng Việt cách chính xác là được. Thì ngoài ra, cái giao diện đồ họa đầu tiên khi các bạn cài, nó sẽ có một cái thanh gọi là Main Toolbar, là cái thanh gồm có rất là nhiều nút lệnh ở đây. Thì gồm có Undo, Redo, những cái nút Manipulation, có nghĩa là những cái nút thao tác gồm có di chuyển, xoay và thu phóng. Ngoài ra còn có bắt điểm, nút render và nút áp vật liệu, cái bảng quản lý vật liệu của chúng ta, Material Editor. Phía bên tay trái của các bạn, của màn hình ấy, là Scene Explorer, tức là nút đây, Scene Explorer. Các bạn có thể mở bất kỳ một cái toolbar nào bằng cách nhấn vào toggle của cái nút đấy. Ví dụ như bây giờ mình nhấn vào cái nút là Scene Explorer ở đây, thì ngay lập tức phía bên tay trái mặc định các bạn có thể thấy là cái Scene Explorer đã xuất hiện và các bạn có thể cầm kéo để chỉnh bất kỳ một cái toolbar nào để cho cái không gian làm việc của bạn nó trở nên hợp lý giống như thế này, hoặc các bạn có thể cầm kéo những cái toolbar này để nó gắn ở trên ở bên phải như thế này, ở dưới cũng được hoặc là bên trái, ví dụ như thế này. Thì mặc định mình sẽ để Scene Explorer ở phía bên tay trái màn hình, giống như mình đang để ở đây.
Thế thì trái góc của các bạn là một cái nút gọi là viewport layer tab. Các bạn có thể nhấn chuột phải vào một cái khoảng trống ở trên main toolbar để có thể lôi lôi cái viewport này, bất kỳ một toolbar nào cũng vậy. Thì ở cái viewport này, cái viewport layer tab này, các bạn có thể chỉnh cho cái màn hình chính, chính là cái viewport ở đây. Màn hình chính ở đây được gọi là viewport, là nơi các bạn sẽ xem tất cả những cái vật thể 3D trong 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 file của các bạn, mà trong thuật ngữ 3D gọi là scene. Thì trong scene các bạn có thể chỉnh một màn hình, ba màn hình như thế này, hoặc bốn màn hình như thế này, hoặc là mặc định sẽ gồm có bốn 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 cái viewport như là front, top, left và perspective. Thì ở màn hình viewport các bạn có thể phóng to nó ra, và mình sẽ nói về viewport một chút xíu. Thì nó có gồm các kiểu loại viewport là perspective, là giống như mắt người, từ orthographic cho đến right. Ở dưới này là những cái mặt phẳng 2D, ví dụ như top đây là một cái mặt cắt từ trên xuống dưới mặt phẳng 2D, front cũng tương tự như vậy, và cũng tương tự cho những cái trường hợp như là left. Thì đây là cái màn hình chính, nơi mà các bạn quản lý làm việc với tất cả những cái file, những cái object, những cái vật thể 3D của các bạn, hoặc kể cả là camera hay là đèn hay là ánh sáng, bất kỳ thứ gì đều hiển thị trên màn hình, gọi là viewport. Phía bên tay phải của các bạn bao gồm cái gọi một cái toolbar gọi là Command Panel. Command Panel là nơi nơi mà các bạn truy cập để thực hiện khá là nhiều những cái chức năng của object. Các bạn có thể thêm vào những cái tính năng như là uốn cong, ví dụ như uốn cong, hoặc là tăng lưới nó lên, ví dụ như thế này, tăng lưới nó lên. Thì đây là nơi mà các bạn truy cập vào để thêm những gọi là những modify mà các bạn muốn, những hiệu chỉnh, chỉnh sửa vật thể mà các bạn muốn làm cho cái vật thể 3D của các bạn, nó nằm ở trong Command Panel. Ở phía góc dưới màn hình của các bạn được gọi là Time Slider, là nơi mà các bạn có thể can thiệp vào những animation của phần là animation của những cái menu animation ở đây. Thì Time Slider cho phép các bạn căn chỉnh thời gian của bất kỳ một camera nào, của trong file, trong camera hoặc trong viewport. Các bạn có thể sử dụng nó để canh thời gian cho đoạn phim của mình. Thì bây giờ mình lấy ví dụ camera 01 gồm có 150 frame, tức có nghĩa là 5 giây, bởi vì mình sử dụng thời gian là 30 frame một giây, 30 khung hình một giây, thì 150 frame tức là 5 giây. Thì sau 5 giây camera ngưng lại. Thì như các bạn thấy, Time Slider cho phép chúng ta căn chỉnh thời gian để cho cái phim trong camera mà chúng ta thiết lập nó trở nên chính xác. Ngoài ra, ở phía bên dưới, ngay phía bên dưới của Time Slider là Transform Type In. Đây là nơi mà các bạn có thể căn chỉnh tọa độ chính xác dành cho những cái vật thể của các bạn. Phía bên tay phải, Transform Type In là nơi điều chỉnh time, nơi mà điều chỉnh các nút lệnh dành cho animation của Time Slider, như là nút Play và đồng thời cũng là nút Stop. Tiến tới từng frame một như thế này, hoặc là đầu cuối của các frame.
Phía bên tay phải, tiếp theo sẽ là bộ điều chỉnh, bộ lọc để các bạn có thể đặt những cái keyframe và gọi là những cái khóa để khóa lại những cái khung hình mà các bạn muốn cái vật thể của các bạn dừng lại ở đó. Thì cái phần này mình sẽ nói kỹ hơn, phần animation sẽ nói kỹ hơn từ cái phần bài giảng animation. Và ngay phía bên tay phải của các bạn là những nút được gọi là navigation, dùng để điều khiển màn hình viewport sao cho các bạn có những cái nhìn hợp lý đối với cái vật thể 3D của các bạn ở trong màn hình viewport. Ví dụ như mình muốn vật thể này to lên, đối với cái màn hình này thì mình sử dụng nút zoom, hoặc bây giờ mình muốn xoay vật thể này để có một cái góc nhìn tốt hơn, mình sử dụng orbit. Thì ở trong phần bài giảng tiếp theo, mình sẽ nói kỹ hơn về phần navigation. Ở phía bên dưới cùng bên tay trái của màn hình của chúng ta là nơi các bạn có thể can thiệp vào những câu lệnh lập trình. Và ở đây người ta sử dụng ngôn ngữ là Mac Script. Như các bạn có thể vào các menu như là script, ở đây các bạn có thể thấy tên của nó là Mac Script. Thì đây là một ngôn ngữ của 3D Max để lập trình. Thì ở phần này, trong phần bài giảng này, mình sẽ không đề cập đến Max Script, mà chỉ mình chỉ nói sơ ở phần cuối là cách sử dụng một script như thế nào. Mình hy vọng thông qua khóa học 3D Animation cơ bản này, các bạn sẽ có cái nhìn thích thú hơn đối với môn Animation 3D. Và đó cũng là một bước đệm để các bạn học tiếp, nâng cao hơn để làm những animation phức tạp hơn. Và con đường mà các bạn học 3D animation không hề dễ dàng chút nào. Và mình hy vọng với bài giảng cơ bản này, các bạn sẽ đỡ ngại và đỡ bỡ ngỡ. Bởi vì tất cả những khó khăn của môn animation mình sẽ cắt nhỏ nó ra để dạy những từng chi tiết nhỏ một và ráp lại thành những khối lớn, những bài học lớn hơn. Thì trong khóa học này mình hy vọng các bạn học tốt. Bài tiếp theo sẽ là bài về viewport navigation.